Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng 10 phút của chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Qua 2 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên thu hút thêm 14 dự án mới và đầu tư. Đầu tư xây dựng hạ tầng khu làng nghề Yên Mỹ hoàn thành, giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định chấp thuận đầu tư dự án xây dựng khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội cho công ty cổ phần phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ thuộc tập đoàn Hòa Phát. Cần sớm đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Minh Khai, huyện Văn Lâm. Doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao lợi thế khi đầu tư vào Hưng Yên. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Qua 2 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thêm 14 dự án vào đầu tư mới. Trong đó có 6 dự án nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký 73 triệu đô la Mỹ và 8 dự án trong nước với số vốn gần 1.700 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, đều tăng cả về số dự án và số vốn đầu tư. Cũng trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp thành lập mới, chủ yếu ở 3 loại hình doanh nghiệp. Một là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ba là công ty cổ phần. Tỉnh Hưng Yên hiện có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang xây dựng hạ tầng, hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều dự án vào đầu tư trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dù gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, nhưng với sự cố gắng của chủ đầu tư, quá trình xây dựng hạ tầng khu làng nghề Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ hoàn thiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất hiệu quả hơn. Dự án hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, khu làng nghề Yên Mỹ có diện tích 9 ha, nằm trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ và xã Thanh Long, tổng vốn đầu tư xây dựng 200 tỷ đồng. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Ánh Khoa. Sau một thời gian tích cực triển khai xây dựng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đến nay, dự án đang bước vào thi công những phần việc cuối cùng của hạng mục công trình là trải thảm đường giao thông và xây dựng hệ thống điện để cung cấp cho các hộ sản xuất. Làng nghề của chúng tôi là có những nhu cầu ra làm một cái làng nghề để thứ nhất là cho cái môi trường nó sạch sẽ, mới thứ hai để bà con làm một khu không ảnh hưởng gì đến những người dân. Chủ dự án mà đã thi công như thế này là chúng tôi đã nhìn thấy như này là cũng một cái bước đã đạt, thấy chúng tôi là cảm thấy là được rồi, phấn khởi rồi. Dự án của chúng tôi thì đến nay là đã đang trải thảm và đến mùng 1 tháng 3 này là sẽ hoàn thiện về trải thảm là toàn bộ các tuyến đường. Còn phần điện để cung cấp cho các hộ để kinh doanh sản xuất thì đã cũng làm việc với bên điện lực và cũng cam kết là sẽ cung cấp đủ điện lực và đến giữa tháng 3 là sẽ cung cấp điện để cho bà con yên tâm sản xuất. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ có làng nghề truyền thống xay sát gạo từ nhiều năm nay, sản xuất chủ yếu tại hộ gia đình, diện tích hẹp nên khó mở rộng quy mô. Vì vậy, khi dự án hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề hoàn thành sẽ giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất di chuyển ra nơi sản xuất tập trung và có điều kiện mở rộng quy mô. Công ty cổ phần phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ thuộc tập đoàn Hòa Phát vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ký quyết định chấp thuận nhà đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 30 ha tại địa bàn thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hòa. Mục tiêu của dự án là cung cấp căn hộ nhà giá rẻ cho công nhân lao động trong khu công nghiệp. Quy mô dự án xây dựng khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội, 250 căn nhà ở thương mại liền kề. Bên cạnh đó, dự án còn có các công trình phục vụ công cộng của khu dân cư như nhà văn hóa, y tế, trường học, trung tâm dịch vụ thương mại, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là 6 năm kể từ ngày được ký quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, dù đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay, nhưng cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm vẫn chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải, gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường. Cụm có diện tích hơn 17 ha, đã được lấp đầy 100% diện tích với trên 280 doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Đơn vị quản lý là Ban Quản lý Vận hành Khai thác Cụm Công nghiệp Minh Khai mở rộng, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay, nhưng hệ thống thu gom xử lý nước thải chưa được đơn vị quản lý xây dựng đồng bộ. Doanh nghiệp, người dân và chính quyền địa phương kiến nghị đơn vị quản lý sớm đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung, trạm quan trắc môi trường và trạm cấp nước sạch, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.
quý vị và các bạn, qua số điện thoại của chương trình là 0363089089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồnghanhcungdoanhnghiệphungyen@gmail.com. Chương trình nhận được câu hỏi liên quan thường xuyên đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc về các chủ đề như đất đai, thuế, hải quan. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào? Và ngay sau đây là nội dung trả lời của đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên. Theo quy định, địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải. Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sở Cục Hải quan, trụ sở Chi cục Hải quan. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quốc tế, cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cảng xuất khẩu, cảng nhập khẩu hàng hóa theo được thành lập trong nội địa. Địa điểm kiểm tra tại trụ sở Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra tập trung theo quy định của Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Địa điểm kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, công trình, nơi tổ chức hội chợ, triển lãm. Địa điểm kiểm tra tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ. Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ. Địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong trường hợp cần thiết. Với nội dung trả lời trên, câu hỏi của doanh nghiệp đưa ra đã được đại diện cơ quan quản lý nhà nước trả lời làm rõ. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những câu hỏi cần sự trả lời của ngành chức năng liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363089089, email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com hoặc gửi về chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn lao động tốt nên tỉnh Hưng Yên tiếp tục là điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao lợi thế của tỉnh Hưng Yên khi quyết định đến đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Cao cấp Việt Hào là doanh nghiệp đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Qua tìm hiểu môi trường đầu tư ở một số tỉnh, doanh nghiệp quyết định chọn Hưng Yên làm điểm đến đầu tư. Ngay sau khi hoàn thiện thủ tục, doanh nghiệp đã đẩy nhanh xây dựng nhà xưởng tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hưng Yên đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ các doanh nghiệp một cách tốt nhất. Qua thực tế làm việc, chúng tôi thấy các cơ quan hành chính của tỉnh Hưng Yên rất hỗ trợ các nhà đầu tư xử lý hồ sơ của các doanh nghiệp một cách nhanh chóng theo đúng quy định và hướng dẫn giúp đỡ khi cần thiết. Ngoài ra, Hưng Yên có nhiều khu công nghiệp nên người dân ở đây đã được tiếp cận và làm quen tác phong sản xuất công nghiệp. Ở đây cũng có nhiều lao động có kinh nghiệm và kỹ năng ngành may. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng tôi quyết định đầu tư sản xuất tại Hưng Yên. Hơn nữa, Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp sát với thủ đô Hà Nội, nằm trên tuyến quốc lộ 5 giữa Hà Nội và Hải Phòng, xuất khẩu hàng hóa sẽ thuận lợi hơn. Sau gần một năm đi vào hoạt động, dù quy mô sản xuất mới đạt 600 công nhân, mức này mới bằng 1/6 tổng số lao động khi đầu tư hết công suất, nhưng doanh nghiệp có niềm tin thành công rất lớn khi đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Niềm tin của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc khi đầu tư hết công suất, có thêm hàng nghìn việc làm mới được tạo ra cho người lao động. Nhà tôi cách đây khoảng 2 cây thì tôi thấy là cái điều kiện đi lại ở đây là rất là thuận lợi và thu nhập so với vợ chồng tôi, mức lương công nhân là tương đối tốt. Lương so với các công ty trước tôi làm thì có ổn định hơn, là mức lương khoảng độ 9-10 triệu một tháng. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có hơn 2.100 dự án của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, cùng với nhiều khu công nghiệp đang được xây dựng hạ tầng để thu hút dự án mới vào đầu tư, đã và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, số dự án đầu tư tăng lên, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động tăng là cơ hội để người lao động nâng cao thu nhập, nâng điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn. Vì để tăng sức hút với người lao động đến làm việc, doanh nghiệp sẽ tăng các chế độ đãi ngộ.
Thời lượng chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Doanh nghiệp có những nội dung cần thông tin, chia sẻ tại chương trình hay có những câu hỏi cần giải đáp của cơ quan chuyên môn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên @gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp, phòng phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyên mục sau.